Ok, như các bạn thấy thì người chưa đăng ký kênh mình á là còn tới tặng 83% lận. Đấy, mình muốn là cái chỗ người đăng ký á sẽ tăng lên và cái chỗ người chưa đăng ký sẽ giảm xuống. Đó, mình mong là vậy. Và nút đăng ký của kênh mình rất là miễn phí các bạn à. Và bạn nào chưa ấn vào nút đăng ký kênh á thì nhớ ấn để ủng hộ mình nha, để giúp kênh mình đạt 1 triệu sub sớm nha mọi người. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, hai xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là Gat đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục với Minecraft thử thách sinh tồn trong thế giới em bé phần tiếp theo. Phần trước các bạn cũng biết là mình có sử dụng đất để mà lấy đồ cực VIP đúng không? Nhưng mà lần này không nha mọi người. Chúng ta sẽ không sử dụng đất để lấy đồ cực VIP nữa. Tại vì đây là một database khác của tác giả khác cho nên nó sẽ không giống phần trước nha mọi người. Và tại sao mình đặt thế giới này là cực dễ? Tại vì khi sinh tồn trong thế giới này á thì mình sẽ gọi là làm mọi thứ đều dễ dàng đó. Database này sẽ kết hợp với lại là chúng ta chế tạo đồ siêu dễ nè, cùng với lại là giết con mob thì chúng ta sẽ được vật phẩm cực VIP. Và ok, không dài dòng nữa thì mình sẽ bắt đầu sinh tồn luôn nha. Let's go. Trước tiên sẽ reload thế giới. Đó, rồi, ok. Đầu tiên thì mình sẽ chặt gỗ này. Gỗ này thì chúng ta sẽ có công thức là chế tạo giáp kim cương. Vãi, vô lý đúng không? Gỗ mà chế tạo giáp kim cương. Nó giống như là cái database lần đầu tiên mà mình chơi ở lúc Tết đó mọi người. Các bạn nhớ không? Là gỗ mình có thể chế tạo thành giáp netherite đó, nhưng mà lần này gỗ thì chúng ta có thể chế tạo ra đồ kim cương nha mọi người. Đây, mình sẽ test cho mọi người xem cái quần đó, rồi cái mũ đó, là các bạn có giáp kim cương cực kỳ dễ dàng khi các bạn bắt đầu sinh tồn luôn. Quá là đã các bạn à. Nhưng trước hết mình làm cái rìu cái đã, đập lâu vãi các bạn à. À khỏi đi ha, mình chế tạo đồ đá cái đã, tại vì cái bên mình nó có vách núi này đấy. Mất công mình phải đào thẳng xuống đất, nó hơi lâu. Có vách núi mình đào cái bên cho nó lẹ. Rồi, mình đã có rất nhiều đá. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo dụng cụ đá nha mọi người. Trước tiên là cây rìu, cây cúp, cây cuốc. Rồi, sau đó thì mình sẽ chặt thêm gỗ. Để làm gì? Để làm full giáp các bạn à. Đó, game là dễ các bạn à. Chỉ chế tạo được full giáp thôi nha. Các bạn không thể nào chế tạo gỗ thành dụng cụ kim cương nha mọi người. Chỉ có thể chế tạo giáp thôi. Đây, mình sẽ chế tạo thêm cái áo này, với lại cái giày đúng không? Đó, game là dễ các bạn à. Đó, full giáp kim cương mà không cần phải đi tìm kim cương. Các bạn chỉ cần đứng tại chỗ các bạn chặt gỗ thôi là các bạn được giáp kim cương rồi. Đấy, game dễ không? Nên mình mới gọi là thế giới cực dễ các bạn à. Đó, bây giờ thì chúng ta đi tìm quái vật thôi các bạn. Giết tụi nó để lấy đồ VIP. Không biết là đồ gì đây. Chắc là đồ đời NCT chứ gì nữa. VIP là chỉ có nhiêu đó thôi. Còn nhiều khi mấy ông tác giả, mấy ông rảnh rỗi, mấy ông sẽ bỏ thêm thôi thầm này, rồi kim cương một stack, hai stack gì đấy. Nhưng mà đa số mình thấy mấy ổng hay dùng kiểu đồ của đời NCT á, đa số là vậy luôn á. Mình chán cái đồ của đời NCT rồi, mình muốn đồ cực VIP như là kim cương rồi tôi tầm cái kiểu đấy, chứ đồ đời NCT nhặt hoài ngán lắm mọi người. Rồi mình sẽ tiêu diệt bò để lấy thịt. Đấy, chúng ta cần phải có thức ăn các bạn à. Đồng bằng này mà không có làng thì nó hơi kỳ đúng không? Chắc chắn là sẽ có làng các bạn à. Nhưng mà trước hết cứ tiêu diệt bò để lấy thịt cái đã. Cừu này. Rồi mình có cừu luôn các bạn nha. Có thể làm giường để ngủ luôn. Đấy các bạn thấy bây giờ mình được nhiều thịt bò chưa? Thịt bò như này là không thể nào chết đói được luôn á mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ chế tạo một cái lò hun khói nè. Đây, bốn gỗ với một lò nung. Chúng ta sẽ có lò hun khói. Game là dễ. Các bạn biết tại sao tác giả lại cho bộ giáp trước tiên không? Tại vì tác giả muốn các bạn tiêu diệt quái vật sẽ dễ dàng hơn á. Mấy bạn cài database vào đúng không? Mấy bạn bảo ui, giết quái vật sẽ rơi đồ cực ngon cho mình. Mình không cần đi khai thác để kiếm giáp ngon rồi sau đó đến quái vật đâu. Mình cứ đâm đầu tới mình đánh quái vật luôn, rồi sau đó các bạn chết queo. Cho nên là tác giả sẽ cung cấp cho bạn cách để chế tạo giáp kim cương cực dễ đó, cho các bạn đi tiêu diệt quái vật an toàn hơn ấy. Đấy, thấy tác giả chu đáo không? Ui, lần đầu tiên thấy một ông tác giả mà ông chăm sóc khán giả chu đáo như vậy. Quên, chăm sóc người chơi database chứ nhầm. Cái chỗ dân làng của mình cách xa khoảng 1.000 mấy lóc các bạn à, cho nên là ở gần đây không có dân làng, khá là xui. Cái chỗ đồng bằng rộng lớn như vậy mà không có dân làng các bạn à, hơi kỳ đúng không? Nhưng mà động vật ở đây thì khỏi nói luôn các bạn à. Bò, cừu, heo, ngựa, cùng với lại gà luôn. Gà thì hình như bên kia thì phải á. Đó, bên đó đầy đủ động vật cho các bạn sinh tồn ở đây luôn. Đấy, con không thiếu con nào luôn. Và đồng bằng này là đồng bằng hoa hướng dương, cho nên là các bạn tha hồ lấy màu vàng ha. Rồi các bạn cài thêm cái database hack game vào, lấy cái gì ta, cái bột vàng á mọi người. Rồi sau đó các bạn chế tạo thành khối vàng. Thôi hack game ít thôi mọi người, hack game nhiều quá người ta không thích ấy. Mình thích chơi kiểu vậy hơn, nhìn nó đã vãi các bạn ạ. Chơi Minecraft một cách dễ dàng ai mà không thích đúng không? Ai mà chả thích chơi Minecraft một cách dễ dàng mọi người. Rồi sau đó chúng ta chờ đợi mặt trời lặn, rồi chúng ta sẽ tiêu diệt zombie để mà lấy đồ VIP.
Đó, đây thịt của mình 18 miếng nha mọi người. Và mình sẽ xuống cái phía hang kia để coi thử có sắt không nha. Mình đào một ít sắt luôn, làm kiếm sắt đánh cho mạnh. Wow, có sắt luôn mọi người ạ. Nhưng mà đây là một cái thung lũng, nó hơi nguy hiểm này. Ui, cái hang này khá là ngon á. Các bạn xây nhà ở đây thì cũng tuyệt vời này. Có cái hang cái bên đi mai cho nó đã. Rồi mình sẽ xuống phía dưới chỗ này. Ôi ôi ôi, hơi nguy hiểm. Mình đào tí than, mình làm đuốc để mình nung đồ cái kiểu luôn. Rồi sau đó mình bắt lóc qua, mình đào tí sắt, mình làm cái kiếm. Đây, mình đặt lóc qua này. Ở đây thì khỏi nói ha, nhiều sắt lắm. Mình đâu cần đào nhiều để làm giáp sắt đâu, tại vì mình có giáp kim cương rồi. Game là dễ các bạn à. Cái này là một data pack nha mọi người, không phải là mình cài hai data pack vào đâu. Đây là một data pack duy nhất. Đấy, data pack giết zombie với lại chế tạo đồ cùng chung luôn nha mọi người, chứ không phải là hai cái khác nhau nha. Khi nào mình cài hai data pack thì mình sẽ bảo là hai data pack nha mọi người. Đấy, còn cái này chỉ có một thôi. Rồi, mình được bốn cục sắt rồi này. Vậy là mình có thể chế tạo khiên với lại là kiếm. Rồi, vãi, mình cứ tưởng cái hang ngắn các bạn ơi, mình nhảy xuống mới ghê chứ. Khoan, an toàn là chính. Rồi, mình đào chín cục đá đây. Ui vãi, có sắt luôn này. Hên vậy, đi đào đá mà bỗng dưng có sắt cái bên. Ngu gì không đào. Rồi, trời tối rồi bạn à. Lên trên lẹ thôi. Đấy, bọn máy vật chuẩn bị xuất hiện rồi đó. Cái chỗ ráp thinh của mình đâu rồi? Đây, và mình sẽ chế tạo một cái lò nung thường. Mình sẽ nung sắt lên. Rồi, bảo vệ cái ráp thinh với cái lò nung thôi mọi người. Máy vật xuất hiện chưa? Đến lúc chúng ta đi săn đầu bếp rồi mọi người à. Sung sướng biết bao. Đó, đây, một cái kiếm để chọn máy vật này mọi người. Rồi, chúng ta sẽ bỏ cái kiếm đá này đi ha. Không sử dụng kiếm đá. Rồi, chúng ta sẽ chế tạo một cái khiên nha mọi người. Ừ thì có giáp mạnh thật đó, nhưng mà cái khiên nó vẫn quan trọng các bạn à. Nhiều khi Reaper nó tới gần nó nổ mà mình không đỡ kịp á, là coi như là nó quất mình một cây máu đi luôn. Rồi còn chỗ sắt đó thì mình cứ để đó đi ha. Ui hết hồn mà. Con quỷ cừu năng cỏ mạnh vãi. Đây, nhỏ này, đồ cực vip. Hay rồi, cái gì đây? Ui ui, một cái cung sức mạnh 4 các bạn nha. Wow, đúng là đồ cực vip rồi, không phải đồ đời NCT các bạn ơi. Gì? Đây là đồ cực vip. Rồi, không phải đồ đời NCT là mình vui rồi các bạn à. Trời ơi, con nhện thì nó rơi cây cung với lại nhiều tơ nhện lắm các bạn à. À, không phải tơ mà là mạng nhện. Cái này nhốt thì mày vui này. Được, mày. Trời ơi, nó rơi một lần mấy chục cái mũi tên các bạn à. U, zombie rơi tóc vàng. Yeah, trời ơi xịn vậy. Không biết con Reaper rơi cái cho mình đây. Hình như là một loại nó chỉ rơi được một thứ thôi các bạn à. U, vãi, nó rơi cả đống TNT luôn. À, nó là quái vật nổ các bạn à, cho nên nó rơi đồ nổ. Xịn vậy. Cực kỳ xịn các bạn à. Ôi mình thích cái data pack này rồi nha, cực dễ rồi. Đây, giết thêm Reaper để mà phá hủy thế giới. Mình sẽ dùng chi. Ui, có cả pháo bông luôn à. Rồi, vậy là con quái vật nào mình chưa giết ta? Skeleton giết rồi, Enderman, đúng rồi. Trời ơi, vậy là giết Enderman sẽ rơi cả đống ngọc cho mình đúng không? Chính xác rồi. Táo vàng này. Có táo vàng enchant không ta? Không có táo vàng enchant các bạn à. Reaper. Bây giờ thì mình sẽ chọn con Enderman cho mọi người xem này, để coi là nó rơi cái gì nha. Mày chết đi. Chết đi. Vãi, rương Ender. Ôi, rương Ender mình đâu có cúp kim cương đâu đúng không mọi người? Mình đập đâu có được. Nó không có cái gì bên trong luôn. Để mình đập bằng cái cúp đá này xem là nó có rơi không nha. Hình như là không, mình nhớ là phải dùng cúp kim cương nó mới rơi ra được. Oh my god, nó rơi thiệt nè mọi người. Nó rơi cho mình lại 8 hắc diện thạch. Vậy là giết Enderman thì mình sẽ có cơ hội rơi hắc diện thạch các bạn à. Ôi, vậy là giết dân làng Thay Ma sẽ rơi cái gì? Hai con dân này thay ma à. Ơ nó không rơi cái gì luôn. What, nó kỳ vậy. Ờ nó rơi thịt thường các bạn à. Vậy là chỉ có mấy con mớp bình thường như vậy này nó mới rơi à. Hên quá mình nhặt được cây cung có lửa. Rồi tiếp tục chúng ta bón hành cho skeleton. Mày hả con, vẫn rơi nhiều mũi tên cho mình cũng ngon. Reaper này ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ tới trụ sở dân làng ác. À không, mình sẽ vào địa ngục các bạn à. Chúng ta có hắc diện thạch để làm gì đúng không? Quá ngon rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy thêm 8 hắc diện thạch nữa là tới tận 16 hắc diện thạch luôn. Quá là ngon. Rồi bây giờ thì mình sẽ tới lại cái chỗ lò nung của mình, lấy một cục sắt này. Mình sẽ đào một cục sỏi để lấy đá lửa. Rồi cứ tới cái chỗ lò nung của mình lại đi ha. Mình lấy cục sắt rồi sau đó mình sẽ chế tạo một cái giường luôn. Ui đúng còn 3 cục gỗ này. Hên vậy. Rồi ngủ thôi. Như vậy là được rồi. Đồ như vậy là quá vip rồi các bạn à. Mình sẽ chế tạo một cái xẻng đó. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ để sỏi ra ngoài này. Chúng ta farm sỏi thôi mọi người. Rồi có đá lửa rồi mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ dựng cái cổng lên. 1 2 3 4. 1 2. Bây giờ mà nó chặt cái cổng chắc là mình khóc luôn á mọi người ạ. Tại vì mình đâu có dụng cụ kim cương để mình đập ra đâu đúng không.
Đấy, đập bằng cúp đá thì nó hơi lâu á. Rồi, mình đã tiến sâu hơn vào địa ngục các bạn à. Không biết là mình giết mấy con ở trong địa ngục thì nó có rơi đồ cực VIP cho mình hay không nữa. Cái này thì mình không biết, cho nên là mình mới vô địa ngục mình test cho mọi người xem này. Bây giờ thì mình sẽ giết con Bitlin nha. Bitlin nào mình cũng giết hết, kể cả Bitlin thay ma luôn. Ui mình sợ quá mọi người, không dám giết nó. Tại vì ở đây nó có bài đàn. Ui nó đông, giết con này là một sự sai lầm các bạn à. Không biết rơi gì đây. Trời ơi nó không rơi luôn. Thôi xong rồi, mấy con này nó không rơi đồ ngon. Các bạn thấy nó rơi đúng một cục vàng nhỏ xíu à. Ôi thôi xong rồi, chơi ngu rồi. Không thử sao biết được đúng không? Chúng ta sẽ chạy vòng vòng đây kiếm mấy cái con hút linh Bitlin bình thường luôn. Ui nó giật dai vãi, tha cho mình. Rồi vậy là mấy con mớp này nó không cho đồ ngon ở bạn à, chỉ có mớp ở ngoài Overworld thôi, như là zombie bình thường. Ui vãi, hai cái rừng kế bên này. Mình muốn giết thêm Enderman mọi người à. Ui vãi cao vậy, ai dám xuống. Thôi bỏ qua đi mọi người. Ui nani thật luôn à. Ui thằng tài đến rồi mọi người. Giết Bitlin chúng ta sẽ được khối vàng. Cứ tưởng là không có các bạn à. Mày có cả nỏ ngon luôn này. Xịn nha. Rồi ok, không biết là trao đổi với nó mình có được đồ cực VIP hay không, nhưng mà khi chúng ta giết nó thì mình được vàng cả đống luôn mọi người. À con Bitlin này nữa. Bình thường quá các bạn à. Chỉ có Bitlin nó rơi nhiều vàng cho mình thôi. Đó, mình muốn trao đổi với tụi nó quá. Mình giết lại một lần con Bitlin nữa xem. Rồi nó vẫn vậy các bạn à, vẫn rơi da cho mình với lại thịt. Đây rồi các bạn ơi, mình đã thấy ở phía dưới này có một con Bitlin bình thường, coi thử nó trao đổi ngon không nha. Trời ơi, trao đổi gì đây, đá đen à. Thôi về nhà, chúng ta sẽ đi tới dân làng ác các bạn à, để xem là mấy ông dân làng ác sẽ rơi gì cho mình nha. Mình mong là sẽ rơi một stack ngọc lục bảo các bạn. Mình sẽ đem cái giường đi này, đem cái bàn Raptini luôn. Let's go, chúng ta đi tới cái chỗ mấy ông dân làng ác thôi. Hello mấy ông, hổm giờ không gặp ha. Coi thử rơi gì đây. Hui, chết rồi, rơi cây cờ và ở trên người mình sẽ dính cái hiệu ứng điềm xấu, rất là bình thường các bạn à. Vãi, cứ tưởng không rơi đồ xịn như vậy là quá to rồi mọi người à. Thôi giết một lần nữa để kiểm chứng coi. Ủa sao đi đâu hết rồi? À đây rồi, mình cứ tưởng là biến mất hết rồi chứ. Vậy là ổng không rơi đồ ngon rồi. Trời ơi, mấy ông này chưng cỏ trong nhà luôn à, ghê vậy. Mấy ông này kiểu ở dơ á mọi người, để cỏ mọc trong nhà luôn. Chúng ta có gì đây, sắt với lại là mũi tên. Vậy là dân làng ác không rơi đồ ngon cho mình rồi. Thôi mình đi về lại mọi người à. Mình đi về lại vô trong địa ngục, và sau đó mình sẽ tới cái chỗ lâu đài địa ngục á mọi người, cái chỗ có bị lửa với lại skeleton á, để tiêu diệt mấy con mớp trong đó thử nha. Coi thử là nó có rơi đồ VIP từ con bị lửa hay là con skeleton đen không nha. Quên các bạn à, mình có chiên chi. Trước khi đi mình sẽ cho nổ bánh xác cái lâu đài luôn. À quên cái tòa tháp này luôn. Đấy, cho mấy ông không tấn công được mấy ông dân làng của tôi. Mấy ông ăn cả ngày mấy ông đi tấn công người ta không à. Người ta đã làm gì mấy ông? Người ta chỉ muốn một cuộc sống yên bình. Tại sao mấy ông lại tới mấy ông phá đám dân làng của người ta hả? Rồi kích nổ, rồi chạy. Ui. Trời ơi, đúng là có nhiều chiên chi xịn quá mọi người à. Cả đống chiên chi nổ banh luôn cái lâu đài này. À cái tòa tháp chứ lộn. Trời ơi, nói cái lâu đài hồi à. Rồi mấy ông hết chỗ ở rồi nha, đi chỗ khác ở đi. Cỡ nào mấy ông cũng xây dựng lại hết các bạn à. Các bạn biết trong Minecraft thì có bao nhiêu cái tòa tháp này không? Mình cũng đếm không hết nữa. Nhiều lắm mọi người à. Ok, mình đã tìm lại cái nether của mình rồi. Bây giờ mình sẽ tới lâu đài địa ngục xem sao nha mọi người. Chúng ta sẽ tới lâu đài địa ngục để coi là cái tọa độ cách mình bao nhiêu nha. Locate for chat. Trời ơi, có mấy trăm lóc thôi mọi người à. Nghìn lóc thôi, nãy mình đi được. Với khả năng của mình sẽ đi tới đó được. Đây mọi người ạ, tòa thành. Đó, một tòa thành thật khủng khiếp. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có quỷ lửa này, ma heo. Ơi, quát. Không sao, mình đã có táo vàng. Mày. Quát, đồ đúng bình thường luôn các bạn à. Rồi, chỉ có skeleton là nó rơi nhiều mũi tên này. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tiêu diệt quỷ lửa. Rồi, ok. Ôi, xịn nha. Một lần rơi ba que các bạn à. Để coi con này nó có rơi ba que không nha. Mình mong là sẽ rơi... nữa này. Hai que. Ủa, sao mình hên vậy ta? Đó, lại rơi nhiều que nè. Vậy là quỷ lửa mọi người. Khi các bạn bắn quỷ lửa là các bạn sẽ nhận được nhiều quỷ lửa luôn nha. Ngon vậy. Đó, các bạn thấy không? Lúc nào nó cũng rơi luôn á. Xịn nha. Còn cái ông skeleton này thì bình thường quá mọi người ạ. Rồi, vậy là quay lửa thì các bạn dễ tìm nha.
Nhất là cái con Enderman này nè. Rồi lấy đâu chúng ta có ngọc Ender chúng ta đi đây ta? Khoe nha, mình lại tiêu diệt Enderman đã. Không có ngọc Ender thì làm sao mình tiêu diệt rồng? Ôi có ngọc này. What? Là sao trời? Mình không có kiếm nhặt cái bạn à. Nhưng mà một lần đánh mình được 6 cục ngọc. Wow, xịn cực kỳ luôn, đúng thế giới cực dễ rồi. Đừng có dịch chuyển nè. Táo vàng thì các bạn cũng biết kiếm ở đâu rồi đúng không? Với lại nhiều vàng mà, các bạn có thể làm táo vàng khối bằng cách cài thêm cái database táo vàng khối vào. Ôi chết, con Enderman nó dịch chuyển đâu rồi mọi người ạ. Và con Enderman này nó sẽ rơi ngọc Ender luôn nha mọi người, chứ không phải là nó không rơi như hồi nãy mình nói. Nó vừa rơi cho bạn Dương Ender mà nó vừa rơi cho các bạn ngọc Ender luôn. Khá là xịn á. Mày, nó đâu rồi? Con Enderman đâu rồi? Đó, rồi, lần này rơi ngọc Ender cùng với lại là Ender Chest luôn. Quá là xịn. Rồi, thì hôm nay mình chơi tới đây thôi nha mọi người. Đây là thế giới cực dễ này. Và các bạn có thể dùng ngọc với lại mắt để làm thành... À quên, dùng ngọc với lại bột lửa để làm thành cái mắt Ender và vào tiêu diệt rồng nha. Rồi sau đó các bạn tìm cách phù phép sau nha mọi người. Cái này nó không có cho đồ enchant như là kiếm hay là cúp nha. Các bạn phải tự đi tìm kim cương. Nhưng mà có đồ cực dễ như vậy rồi thì đi tìm kim cương cũng dễ thôi, không khó cho mấy ha. Đấy, còn skeleton đen thì nó không rơi gì nha mọi người. Đó, các bạn phải cần có kiếm nhật nha, để mà đánh nó rơi đầu lâu các bạn giết khô héo. Rơi rất là bình thường luôn. Còn có quỷ lửa thì các bạn hồi nãy cũng biết mà đúng không? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video sinh tồn trong thế giới cực dễ ngày hôm nay nha. Nếu mà thấy video này hay, đừng quên cho mình một like cũng như comment phía dưới là fan guard để mình thả tim nha. Còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn một ngày tốt lành. Anh không trong chúng ta.